phát hiện người đàn ông nằm bất động giữa ao suốt 5 tiếng. Cảnh sát đến thì hết hồn vì diễn biến bất ngờ. Mới đây tại một làng nọ, nhiều người dân phát hiện một vật thể trong ao nghi là người nằm ngửa vào lúc 7 giờ sáng cho tới tận 12 giờ trưa. Họ đã cố gắng gọi nhưng không thấy người đàn ông này phản ứng. Sau 5 tiếng đồng hồ hoang mang, lo lắng vì người bất động kia vẫn ở đó, người dân đã báo cảnh sát. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Họ cũng nhận định rằng người nam đang nằm giữa sông kia không còn sự sống. Một cảnh sát sau đó đã dùng tay không để kéo anh ta vào bờ. Bất ngờ, thi thể sống lại và tỏ vẻ đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh sát. Ông ta càng hoang mang, ngơ ngác hơn khi thấy dân làng bù đen bù đỏ xung quanh. Ai nấy thấy vậy thì cũng sững lại rồi bật cười. Nói với cảnh sát, người đàn ông cho biết trước đó đã uống nhiều rượu sau khoảng 10 ngày làm việc chăm chỉ ở một mỏ đá. Do thời tiết nắng nóng, người này đã xuống ao để giải nhiệt. Song do say rượu và quá mệt mỏi nên người đàn ông này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và nằm trong ao nước. Người này ngủ sâu tới mức không nghe thấy tiếng dân làng la hét đánh thức mình. Câu chuyện diễn ra tại làng Redipuram, Kove Katuna ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ. Đúng là các pháp sư bên nước này luôn khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Tấm TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị.